Luận đại trí độ, quyền 39. Phẩm thứ tư, tiếp theo, vãng sanh, tiếp theo. Kinh: Này Xá Lợi Phất, có Bồ Tát thật hành Bát Nhã Ba La Mật, được bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, rồi du hí trong đó nhập sơ thiền. Từ sơ thiền khởi nhập diệt tận định, từ diệt tận định khởi nhập tứ thiền, từ tứ thiền khởi nhập diệt tận định, từ diệt tận định khởi nhập hư không xứ định, dẫn đến nhập phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ định, rồi từ phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ định khởi nhập lại diệt tận định. Bồ Tát thật hành Bát Nhã Ba La Mật có được sức phương tiện như vậy là được siêu việt định. Luận hỏi: Vì sao Bồ Tát từ sơ thiền có thể nhập thẳng vào diệt tận định được? Đáp: Trong A Tỳ Đàm và trong Bộ Luận Tỳ Bà Sa nói phải theo thứ lớp vào các thiền định. Đây là quan điểm của hàng thanh văn, chẳng phải là lời Phật thuyết vậy. Từ tâm của Bồ Tát vô lượng vô biên đến các vị A-la-hán cũng chẳng còn có thể sánh kịp. Ví như khi Bồ Tát thị hiện làm voi sáu ngà, bị chúng tên độc mà vẫn dấy lòng thương người thợ săn đã dùng tên bắn mình. Các đại Bồ Tát đã được bất thối truyền, đã ly dục, thường hành Bát Nhã Ba La Mật nên được tự tại ra vào diệt tận định. Hỏi: Bồ Tát từ sơ thiền hoặc từ tứ thiền khởi nhập diệt tận định được siêu việt định, như vậy Bồ Tát chẳng có nhập vào hai định trung gian hay sao? Đáp: Người thường do định lực còn ít nên chẳng có diệt tận định được siêu việt định, còn Bồ Tát do đã có vô lượng phước đức trí huệ nên được tự tại ra vào các thiền định mà chẳng cần phải theo thứ lớp vậy. Hỏi: Siêu việt định là đại định, còn chín thứ đệ định chẳng phải là đại định hay sao? Đáp: Cả hai đều là đại định cả. Có thuyết nói, từ sơ thiền nhập vào nhị thiền mà tâm chẳng có sai khác, dẫn đến nhập vào diệt tận định cũng như vậy, thì gọi là được siêu việt định. Hoặc từ sơ thiền khởi nhập thẳng vào tam thiền mà tâm chẳng có sai khác, dẫn đến nhập vào diệt tận định, hay nghịch lại cũng đều như vậy cả, thì cũng gọi là được siêu việt định. Lại có thuyết nói, siêu việt định thắng hơn cả. Vì sao? Vì chẳng có tạp niệm xen vào mới được tự tại ra vào các thiền định, mới là được siêu việt định. Ví như con ngựa tốt xoay trò dễ dàng, chẳng có gì ngăn ngại, Bồ Tát đã được siêu việt định rồi. Được tự tại ra vào các thiền định tùy theo ý muốn, chẳng có gì ngăn ngại cả. Kinh: Này Xá Lợi Phất, có hốc Bồ Tát thật hành Bát Nhã Ba La Mật tu bốn niệm xứ dẫn đến tu 18 bất cộng pháp, chẳng thủ chứng bốn quả thanh văn và quả bích chi Phật, mà dùng sức phương tiện vì chúng sanh khởi tam thánh đạo, khiến họ được bốn quả thanh văn dẫn đến được quả bích chi Phật. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn, an trú nơi bất thối truyền địa, thật hành Bát Nhã Ba La Mật là đầy đủ các quả vị A-la-hán và bích chi Phật rồi vậy. Luận hỏi: Vì sao Bồ Tát thật hành Bát Nhã Ba La Mật mà còn tu bốn niệm xứ? Đáp: Vì lòng đại từ đại bi mà Bồ Tát phải dùng đến các sức phương tiện tu bốn niệm xứ để dẫn dắt chúng sanh vào Phật đạo. Hỏi: Nếu Bồ Tát chẳng được các quả thanh văn và bích chi Phật thì làm sao có thể giáo hóa chúng sanh được? Đáp: Theo như lời Phật dạy thì Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn rồi, chẳng còn thọ các đạo quả. Bồ Tát chẳng có thủ chứng các đạo quả mà vẫn hành Bồ Tát đạo mới gọi là vào bất thối chuyển địa. Kinh: Này Xá Lợi Phất, có Bồ Tát chú sáu pháp Ba La Mật, trang nghiêm cung trời đâu xuất, phải biết đó là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ ở trong hiền kiếp. Luận: Bồ Tát tu nhiều đạo, lập nhiều nguyện, khi lên cõi trời đâu xuất nhập vào hội 1000 vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, lần lượt trở thành 1000 vị Phật. Kinh: Này Xá Lợi Phất, có Bồ Tát tu bốn thiền dẫn đến tu 18 bất cộng pháp mà chưa chứng bốn thánh đế, phải biết đó là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ. Luận hỏi: Bồ Tát nhất sanh bổ xứ ở trên cung trời đâu xuất thì làm sao tu được bốn thiền? Đáp: Vì Bồ Tát sanh lên cõi đâu xuất đã được ly dục nên được bốn thiền. Bồ Tát nhất sanh bổ xứ do muốn có đầy đủ Phật pháp nên dùng các sức phương tiện sanh lên cõi trời đâu xuất, hành đầy đủ các pháp môn mà chẳng có thủ chứng bốn thánh đế. Vì sao? Vì Bồ Tát chỉ muốn thành Phật, chẳng muốn chứng A-la-hán hay bích chi Phật vậy. Kinh: Này Xá Lợi Phất, có Bồ Tát trải qua vô lượng kiếp tu hành cầu đạo vô thượng Bồ Đề. Luận: Bồ Tát đầy đủ thiện căn, phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề, quyết tâm tu hành để vào được đạo,
Thế nhưng nếu căn trí chưa được lanh lợi thì phải lâu mới được vô thượng Bồ Đà. Kinh này Xá Lợi Phất, có Bồ Tát chú sáu pháp ba la mật thường xuyên đang tinh tấn làm việc lợi ích cho chúng sanh nên chẳng nói các lời vô ích. Luận, có Bồ Tát trước thường sanh ác khẩu mà sau lại phát Bồ Đề tâm, nguyện thanh tịnh khẩu nghiệp, nguyện chẳng nói ra các lời ác nên chẳng nói các lời vô ích. Vì sao? Vì Bồ Tát biết rằng các lời nói vô ích chẳng phải là Phật pháp, dễ gây sự hiểu lầm đối với kẻ khác. Kinh, thường xuyên đang tinh tấn làm việc lợi ích cho chúng sanh nên thị hiện sanh từ Phật độ này đến Phật độ khác để độ các chúng sanh ra khỏi đường ác. Luận, Bồ Tát chú sáu pháp ba la mật dùng các thần thông đi khắp các cõi Phật ở trong khắp mười phương để phá ba đường ác nhằm độ thoát chúng sanh. Kinh, này Xá Lợi Phất, có Bồ Tát chú sáu pháp ba la mật lấy đàn ba la mật làm đầu để an lạc chúng sanh, tùy chỗ chúng sanh cần những gì thì liền cung cấp cho họ được đầy đủ. Luận, hạnh nguyện của các Bồ Tát có sai khác nhau, có Bồ Tát làm cho chúng sanh rời khổ, có Bồ Tát làm cho chúng sanh được an vui. Hạng Bồ Tát thứ nhất phá các đường ác, khiến chúng sanh xa lìa được các khổ. Hạng Bồ Tát thứ hai bố thí cho chúng sanh đầy đủ các thứ cần dùng, làm cho họ được an vui. Kinh, này Xá Lợi Phất, có Bồ Tát thật hành bát nhã ba la mật, biến thành thân Phật, để vào tận các chốn địa ngục ngạ quỷ súc sanh, vì chúng sanh ở các đường ác mà thuyết pháp. Luận, hỏi, Bồ Tát chẳng có tôn kính Phật hay sao, mà lại tự biến thành thân Phật? Đáp, vì có nhiều chúng sanh do thấy Phật mà khởi được tín tâm, nên Bồ Tát phải phương tiện tự biến thành thân Phật để hóa độ họ. Lại nữa, có biến thành thân Phật thì Bồ Tát mới được dễ dàng ra vào các địa ngục. Có như vậy thì Diêm Vương cũng như các quỷ thần mới chẳng dám gây trở ngại. Hỏi, ở chốn địa ngục thần khổ thì làm sao các chúng sanh ở đó có thể thọ pháp được? Đáp, Bồ Tát có đại thần lực chẳng có thể nghĩ bàn, phóng đại quang minh rồi mới vì chúng sanh ở các cõi ấy thuyết pháp. Do nương theo thần lực của Bồ Tát mà các chúng sanh ở các cõi ấy sanh tâm hoan hỷ, thọ trì chánh pháp khiến vơi được các khổ. Hỏi, như vậy thì chúng sanh ở địa ngục cũng được đạo chăng? Đáp, tuy chưa được đạo, nhưng các chúng sanh ấy đã gieo trồng được thiện căn. Trong hàng quỷ thần cũng có rất nhiều trường hợp gieo trồng thiện căn dẫn đến được đạo quả. Nhờ nương theo thần lực của Bồ Tát, ví như trường hợp của thần Kim Cang Mật Tích, của quỷ Tử Mẫu, vân vân, tất cả các vị quỷ thần này đều nhờ oai đức của Bồ Tát mà được độ. Kinh, này Xá Lợi Phất, có Bồ Tát thật hành bát nhã ba la mật, biến thành thân Phật, đi đến các thế giới ở khắp mười phương, vì chúng sanh ở các thế giới đó thuyết pháp để cúng dường chư Phật, thanh tịnh Phật độ nghe chư Phật thuyết pháp và chọn những tướng tịnh diệu của các Phật độ trong khắp mười phương nhằm tự trang nghiêm quốc độ của mình. Phải biết đó là Bồ Tát nhất sanh Bồ Xứ. Luận, Bồ Tát vì chúng sanh trong khắp sáu đạo mà hiện thân Phật như đã nói trong các đoạn kinh trên đây để thuyết ba thừa pháp. Vì sao? Vì chúng sanh không tin các đệ tử của Phật bằng tin Phật nên Bồ Tát phải làm như vậy. Các vị Bồ Tát nhất sanh Bồ Xứ mới có được đại thần lực, mới thành tựu được các sự biến hóa thân, mới có thể dùng các sức phương tiện như đã nói trên đây. Hỏi, trước đây nói chỉ có ở cõi trời đâu xuất mới có các vị Bồ Tát nhất sanh Bồ Xứ, này vì sao lại nói ở khắp trong mười phương cũng có các vị Bồ Tát nhất sanh Bồ Xứ? Đáp, ở mỗi 3.000 thế giới thì cõi trời đâu xuất là trú xứ của các vị Bồ Tát nhất sanh Bồ Xứ. Thế nhưng cũng chẳng phải nhất thiết như vậy. Ở nơi nào mà các vị Bồ Tát đã được đệ nhất thanh tịnh rồi thì tại nơi đó Phật đạo được thành tựu vậy. Kinh, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát do thật hành bát nhã ba la mật mà thành tựu được 32 tướng tốt, được 6 căn thanh tịnh lanh lợi nên được nhiều người ái kính. Nhờ vậy mà Bồ Tát dần dần dẫn họ vào ba thừa đạo để tự độ và độ tha. Này Xá Lợi Phất, bởi nhân duyên vậy nên Bồ Tát khi thật hành bát nhã ba la mật phải tu tập thân thanh tịnh và khẩu thanh tịnh mới được nhiều lợi lạc. Luận, muốn khiến chúng sanh thấy thân tướng của mình mà được độ thì Bồ Tát phải tu 32 tướng tốt. Vì sao? Vì có được các căn minh lợi, có được 32 tướng tốt thì mới làm cho chúng sanh hoan hỷ ái kính. Nhờ vậy mà Bồ Tát mới dễ cảm hóa được chúng sanh, dạy họ đầy đủ các Phật pháp, dùng ba thừa đạo dẫn họ vào niết bàn. Khi nói đến các căn minh lợi là nói về thân nghiệp thanh tịnh,
Bởi vậy nên kinh dạy rằng Bồ Tát muốn tu tập bát nhã ba la mật phải thanh tịnh nghiệp thân và nghiệp khẩu. Kinh: Này Xá Lợi Phất, có Bồ Tát do thật hành sáu pháp ba la mật mà được các căn thanh tịnh, tu được các căn thanh tịnh mà Bồ Tát chẳng hề tự cao hay tự ti, chẳng thấy mình cao hơn người, cũng chẳng thấy mình thấp kém thua người. Luận: Bồ Tát thâm nhập sáu pháp ba la mật được các căn thanh tịnh, được chúng sanh ái kính. Vì muốn độ thoát chúng sanh mà Bồ Tát phải thị hiện, dùng các pháp thế gian để dạy họ. Thế nhưng tùy được các căn thanh tịnh mà Bồ Tát chẳng hề tự cao dạy niệm khinh miệt người. Trong kinh có dạy rằng Bồ Tát mà khinh miệt người là gia liệt Phật đạo. Bởi vậy nên Bồ Tát chẳng hề tự cao, chẳng hề thấy mình hơn người vậy. Lại nữa, Bồ Tát cũng chẳng nên cho mình thua kém người. Phải chẳng có tự cao, chẳng có tự ti mới dạy được người vậy. Kinh: Này Xá Lợi Phất, có Bồ Tát từ khi sơ phát tâm đến khi được bất thối chuyển, thường an trú trong đạo ba la mật và thi la ba la mật, chọn trọng đạo vào ba đường ác. Luận: Bồ Tát sợ đọa vào ba đường ác nên làm công đức gì cũng nguyện trọng đọa vào ba đường ác. Bồ Tát tự nghĩ rằng nếu ta đọa vào ba đường ác thì ta chẳng có thể tự độ được mà cũng chẳng có thể độ được chúng sanh. Kinh: Lại có Bồ Tát từ khi sơ phát tâm đến khi được bất thối chuyển, chọn chẳng rời mười thiện đạo. Luận: Hỏi: Phật dạy trì giới thì chẳng đọa vào ba đường ác, nay vì sao lại nói Bồ Tát chọn chẳng rời mười thiện đạo? Đáp: Trước đây nói về trường hợp trì giới chưa được kiên cố nên phải hành bố thí để trợ giúp thêm. Nay nói trì giới đã kiên cố rồi thì chẳng còn bị đọa vào các đường ác nữa, nên thường được các thiện đạo vậy. Kinh: Lại có Bồ Tát an trú trong đàm ba la mật và thi la ba la mật, làm chuyển luân thánh vương, dạy chúng sanh tu mười thiện đạo và đem tài vật bố thí khiến chúng sanh được an ổn. Luận: Do nhân duyên bố thí và trì giới mà được làm chuyển luân thánh vương, được chúng sanh tin kính, nhờ vậy mà Bồ Tát dạy mười thiện đạo, được chúng sanh hoan hỷ tín thọ. Hỏi: Tất cả các Bồ Tát hành đạt ba la mật và thi la ba la mật đều sanh làm chuyển luân thánh vương cả hay sao? Đáp: Bồ Tát thường cầu Phật đạo, tuy nhiên vì biết chuyển luân thánh vương có nhiều điều kiện gần gũi chúng sanh, làm lợi ích cho họ, nên có Bồ Tát nguyện sanh làm chuyển luân thánh vương. Ở địa vị chuyển luân thánh vương, Bồ Tát có đủ các phương tiện để tu bố thí trì giới và cũng để dạy cho chúng sanh tu bố thí trì giới hành mười thiện đạo. Do hành bố thí trì giới mà Bồ Tát được chúng sanh tin kính, nên khi Bồ Tát dạy mười thiện đạo thì họ rất dễ hoan hỷ tín thọ. Kinh: Lại có Bồ Tát an trú trong đàm ba la mật và thi la ba la mật ở trong vô lượng đời, làm chuyển luân thánh vương, được gặp, được cúng dường, tôn trọng và tán thán vô lượng Đức Phật. Luận: Có Bồ Tát biết chuyển luân thánh vương làm được nhiều lợi ích cho chúng sanh, nên nguyện làm chuyển luân thánh vương trong nhiều đời, để có thể dùng pháp thế gian cúng dường Phật pháp tăng. Kinh: Này Xá Lợi Phất, có Bồ Tát thường vì chúng sanh thuyết pháp, đem trí huệ quang minh tự soi sáng cho chính mình và soi sáng cho chúng sanh, dẫn đến khi được vô thượng Bồ Đề, chọn chẳng rời trí huệ quang minh. Phải biết Bồ Tát ấy ở trong Phật pháp được mọi chúng sanh tôn trọng. Bởi nhân duyên vậy nên lúc thật hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát thường giữ thân khẩu ý thanh tịnh, chẳng bao giờ để cho các bất thiện nghiệp vọng khởi.